Bảng xếp hạng top 7 nhà sản xuất bán dẫn toàn cầu quý 3 năm 2024, có cái tổ lớn, bạn đoán ai giữ vững vị trí số 1? Không sai, Samsung lại một lần nữa dẫn đầu. Tuy nhiên, lần xếp hạng này là một cuộc cạnh tranh thực sự gay gắt, dù vẫn giữ vị trí số 1, thị phần của Samsung đã giảm từ 13% trong quý 2 xuống còn 12,4% trong quý 3. Nguyên nhân chính bao gồm giá trị hàng tồn kho tăng thấp hơn dự kiến, sự chậm trễ trong việc ra mắt HBM3E và tình trạng suy yếu về sản lượng cũng như giá cả của các dòng bộ nhớ cấp thấp. Triển vọng quý 4 của Samsung cũng không hẳn sáng sủa, vừa có cơ hội, vừa đầy thách thức. Đứng ngay sau Samsung là SK Hynix, nhờ nhu cầu mạnh mẽ của HBM, đặc biệt là từ các khách hàng trung tâm dữ liệu như NVIDIA, doanh thu quý 3 của SK Hynix đã tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái. Thực sự ấn tượng, Qualcomm cũng không chịu thua kém, với 5,3% thị phần, đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng. Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp ô tô đã góp phần thúc đẩy doanh thu bán dẫn của Qualcomm, trong khi mảng kinh doanh điện thoại thông minh mang lại sự tự tin cho hãng. Khi nâng dự báo kết quả kinh doanh quý đầu năm tài khoá năm 2025, Intel giữ vị trí thứ 4 với 4,8% thị phần, mặc dù doanh số bán chip tiên tiến suy giảm, nhưng mảng đóng gói tiên tiến lại thổi luồng sinh khí mới vào doanh thu gia công của Intel, thúc đẩy sự phát triển của các liên minh như JCLE. Microsoft đứng thứ 5 với 4,7% thị phần, được coi là một trong những đơn vị hưởng lợi từ sự tăng trưởng của trí tuệ nhân tạo. Broadcom và NVIDIA lần lượt xếp ở vị trí thứ 6 và thứ 7, với thị phần tương ứng 4,6% và 4,3%. Cả hai đều hưởng lợi lớn từ nhu cầu rộng rãi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Đáng chú ý, doanh thu từ trí tuệ nhân tạo của Broadcom tăng trưởng tới 220% so với cùng kỳ, trong khi doanh thu trung tâm dữ liệu của NVIDIA cũng tăng 112%. Thực sự đáng kinh ngạc. Bạn nghĩ sao về bảng xếp hạng này? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé!